chết thì sao hỏi được, phải gắng hỏi, thấy gì hỏi được thì hỏi. À, anh Nhân đang đọc cuốn Pinoya, thấy chưa, thấy chưa? Ừ, nữa anh mua cuốn khác để lại. Đọc như vậy thì mới có sách mới. Đài đi, giống như thế này. Con mà con bộ nên cho chảnh ghi hết đi. Tại nhà con có được cái bộ nữa. Còn chứ gì. Sách còn mới mong, sách mới mong sách để mua. Gắn đọc nha. Giai đoạn này của quý vị là tích cóp. Hồi xưa giai đoạn này của quý vị đó tôi cũng vậy, tôi cũng tích cóp. Những ai mà còn phổ thông á là xịn lắm. Ai phổ thông còn xịn lắm. Tại vì đó là cái gì còn rất nhiều thời gian tôi có. Nên là tôi đảm bảo chắc chắn là quý vị tự bằng tôi trở lên. Không thể nào quý vị dở hơn tôi được. Thì thời gian quý vị cũng rất nhiều hơn. Cái thời mà tôi bắt đầu tôi tìm hiểu mà tôi học hỏi mà để có tài liệu đó, rồi mãi tới sinh viên năm nhất giống như nhau. Ủa tài liệu gì đâu? Hả? Thì cái tôi đi từ Kinh Thánh. Tại vì hồi đó ở nhà tôi chỉ có Kinh Thánh thôi, tôi có gì cả. Ủa rồi thầy chiếc ờ không, tôi lên đây học tôi mới sống một chiếc. Sáng vô chiếc thì sao tôi nhấn sống vô lại tâm lý. Tôi đi lên từ từ từ. Tại vì tôi học chiếc máy này đó. Ờ, nó thấy sao cho cái kỳ cục quá. Cái kỳ cục cái gì vậy? Tôi vô thư viện tôi mò coi. Rồi tôi đọc đủ hết các kiểu vậy đó. Cái tôi phát hiện ra còn quá nhiều chiếc khác. Có chiếc có mắt Lenin. Trời, cái bắt đầu mình mê. Tại vì thấy có gì đó nó khác, nó lạ, nó mới, mới. Đọc, ngấu, đọc nghiếc, hết. Tìm hiểu, tìm tòi, các kiểu. Thì bắt đầu đọc cho đã rồi biết rồi sẵn được. Xài cái cuộc sống không được. Đi xài qua cuộc sống thấy sao nó là nó, mình là mình nè. Nó xài gì được chứ. Kém ủa cực kỳ vậy. Nó bắt đầu đi tìm tiếp. Tìm cách sao xài được cái đó, cái thứ mình đọc. Cái bắt đầu đi mò mẫm đội gần đi vậy. Cái bắt đầu nó cũng dựa trên chiếc nhưng mà nó xài ra được cuộc sống tấm hồn thực nghiệm á. Cái bắt đầu mới hốt đó hả, tìm hiểu giáo dục học là tại vì tôi bắt buộc phải học rồi, tại vì tôi phải xếp phạm nó chuyên ngành của tôi, nó hiển nhiên tôi được đào tạo cái chính quy rồi. Không cái rồi giáo dục học trong lớp của thầy nó có giống như dĩ nhiên mà không rồi. Ừ vậy thì tìm cái của mày tôi phải đọc nữa, tức là cái đó là cái tôi đọc bắt buộc để tôi biết đó, nó nằm trong ngành của tôi. Còn tâm linh học là mãi tới sau đó nữa, tức là cuối năm 3 đầu năm 4 rồi. Thì khi mà tìm mấy cái kia mà đọc ngấu nghiến rồi nó nhừ nó nát mấy cái kia rồi đó, thì mới thấy được là nó có cái gì đó nó không ổn. Nó không ổn là tại vì những cái câu hỏi mà nó thuộc về bản chất nó trả lời được. Giai đoạn đầu mình áp dụng tâm lý đồ thì vui lắm, hí hửng. Nhưng mà gầu phải đi sâu hơn nữa đi cũng được, giải quyết sâu hơn nữa đi cũng được. Rồi những vấn đề của triết học nó đặt ra là mình cũng đơ luôn. Đi tìm hiểu. Rồi những cái câu hỏi trong triết á, mỗi ông nó kiểu rồi đâu mới là cái trả lời cuối cùng biết. Thì đó, rồi nó bắt đầu cũng đi tìm hiểu các kiểu đồ. Tại vì cũng có sánh qua bên Phật học bắt truyền, nghe mấy ông sư giảng khóc sướt mướt rồi các kiểu rồi đó. Cái ừ mấy ông nói cũng hay, khóc rồi là hay rồi. Tại vì mình đi từ tâm lý qua mà. Ừ, nó cũng hay. Nhưng mà những cái câu hỏi mình không trả lời được, vô họ khóc không mà khơi trả lời gì. Rồi cái đi tìm cái cũng thân mạng có một cái học chung, nó làm chung với một quỹ học bổng tôi. Nó tên là Di Huynh, Lý Di Huynh. Cái
nó gốc của nó là người Khmer mà nó lai Việt đó. Nhìn nó mới biết nó Khmer. Cái nó là gốc là Theravada, còn giống nguyên thủy mà nó bỏ gốc rồi, nó bỏ gốc nè. Cái nó đi tìm hiểu Thích Nhất Hạnh á, nó biết Thích Nhất Hạnh, cái nó thấy tôi cũng tìm hiểu này kia đó, giới thiệu để thì từ đó là tôi mới lấn qua tôi đọc Thích Nhất Hạnh. Và đầu tiên tôi đọc là Đường Xưa Minh Hạnh, quyển đầu tiên đọc xong mê quá, mê quá mê luôn. Hay chỗ mình nó hay mà nó sao á, tôi không biết nó sao á. Mà đó là cái miếng bạch tôi á, là tôi đọc không có hết, tôi phải đọc 3 lần mới xong cái quyển đó được. Tại vì tôi đọc được một cốt mà quá trời hay luôn, mà tôi ghiêu gao để mà tôi mà có sách gì mà tôi đọc mà tôi hay là tôi đăng, tôi hú nhà 500 anh em học đi, cái này rất là hay lắm, la la cái kiểu đó. Cái đưa tên cho ta đọc trước, đưa ta đọc trước, mình mới đọc có khúc à, mới học cái này hay quá, nó hú đưa ta đọc. Mà tôi đọc sách là không có cuốn nào còn nguyên vẹn như á, bị bấy vậy chứ nè, em nó ghi là bình thường á, không chịu đọc hết thì em tại vì sách cái gì người lấy ghi mình đang đúng rồi, người sao người ta đọc đang đúng sao đó, người sao người ta khoái đọc vậy đó. Ừ, tại vì ta muốn coi cái ồ cái người trước ghi gì ha, học được gì từ đó nữa. Tôi đọc cái khoái vậy đó, tôi đọc mà thấy ai sách đọc đó người ta đọc trước rồi đó là an tâm, ít ra cũng có người đọc của mình rồi. Vậy đó, cái đưa cho người ta đọc trước, cái tôi mới lấy về đọc tiếp đoạn nữa, quá hay cái kêu tiếp nữa. Cái đứa khác mượn nữa, cái đứa mượn nó đọc trước nữa, cái lần thứ ba đó tôi mới đọc hết cái cuốn là ba lần vậy đó. Rất hay, hay lắm, hay luôn, tuyệt vời. Rồi sau đó bắt đầu mới đi vô đầu Nhất Hạnh là mua, Nhất Hạnh là mua, tới bắt đầu đó ha là kệ sách Nhất Hạnh không lên ào 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 Nhất Hạnh vậy đó, đọc đọc ngấu đọc nghiến, nghe nghe pháp thoại ông giảng thì duy thức học từ ổng tôi biết, ông gọi là duy biểu học. Thế thì ông giảng ra quá trời luôn rồi, đủ thứ cho các bạn rồi. Trong quá trình ông giảng nó để cặp biết và học năm chuyện rồi đây đó, đi cây da nè, nói về vi diệu pháp thắng pháp á, xử lý á. Cái mình ồ thì ra nó còn nữa, chứ mấy cái ông nói là cái gì, cho nên đó là tôi không có em, tôi nghe rồi cái tôi bỏ đó đâu. Nghe tôi phải phân tiếp, tôi phải mồi vô ra được cái kỳ cùng của nó tới nào mà nó hết thôi à, chứ không có dừng lại. Uổng lắm, đi nó uổng lắm. Tôi mồi ra, đồ mồi càng mồi càng ra, trời đất ơi, nó ra lòi gần chân trời siêu lý tam tạng rồi gì tôi lơ hết trơn. Cái nói trời ơi, ở đó đến giờ cái sự hiểu biết, cái sự học của mình như hạt cát trên cái trái đất này, mình đụng vô tam tạng, cái sự hiểu biết của mình, những cái gì mà mình đã từng tìm, từng đọc, từng biết, nó như cái hạt cát so với cái trái đất này, nó không là cái gì vậy trời. Nhưng trong đó bắt đầu mà khó á, tại vì tôi á tìm hiểu tới cái giai đoạn của Phật học đó là cái trí nhớ nó bị bỏ qua. Tại vì tôi phải nhớ rất là nhiều thứ, tôi đã qua rất là nhiều môn, rất là nhiều cái rồi, một cái rồi thì phải nhớ hết. Cho nên tới đụng cái này nữa, trời ơi, học không có vô. Ăn cũng mở nghe, ngủ cũng mở nghe, làm cái gì cũng mở nghe, vô được gì nó vô. Trời ơi, thì kỳ đầu mà học nó nản, nó nản chứ lắm, nản không có nhớ. Tám cái tập tham đó học cả tháng trời luôn á, mà tới nhớ được Bali rồi đó ha. Hôm trước nhớ Bali qua hôm sau vui, quá vui luôn, hôm sau quên trời, nó vô duyên không nhớ, không nhớ gì trên gì đó. Nhưng cái giai đoạn mà tôi nói nghe, cái phòng của tôi chỗ nào cũng dán Bali hết, chỗ nào cũng có nhau, đầu nằm nhau bao nhiêu, cửa nhau bao nhiêu, nhà tắm nhau bao nhiêu, chỗ nào cũng nó cũng phải thuộc vậy đó, nó cũng thuộc, nó chó chết gì đó, mình càng muốn nó thuộc nó càng không thuộc chứ đó. Nó hệ thống được, hệ thống được gì mình học thì mình nhớ nhanh, mình truy tầm cái nhanh đó, vậy đó mà không thuộc. Rồi tới tôi thuộc, tôi cũng biết tôi thuộc ngày nào nữa. Cho nên tôi nói quý vị chưa cố gắng thì chơi quý vị đầu
người cố gắng vậy chưa chưa là gì chứ chưa là gì hết á. Phải nhiều hơn như vậy. Tính tôi ăn với nó, ngủ với nó, mọi thứ với nó tôi cũng nhớ nữa. Vậy đi học thức tập, đi học tập đi về có nhớ gì đâu, lại không có sự suy xét. Tôi á là tôi từ cái sự suy xét tìm tòi mà tôi mò thấy nó, cho nên tôi gớ được nó là tôi không có buồn. Nhưng quý vị khác, quý vị được đưa cho sạch, được dọn cho em, hiểu không? Nó khác tôi lắm. Cho nên đời tôi tìm được cái này đó, giống như giữa biển tôi kiếm được cái phao vậy đó. Không giờ tôi muốn á, không giờ tôi thối chuyển, cho dù tôi ở đâu, cho dù tôi như thế nào, nó cũng là cái thứ cuối cùng của tôi rồi. Tại vì tôi tìm tới cái gốc rồi, nó còn gì rộng hơn nữa. Cái này cái đời tôi học chưa hết nữa, còn mấy kia tôi học hết. Nhưng cái này chưa được cái đời tôi học hết, tôi gom hết rồi. Chứ học Tây, chứ học Đông là tôi đã tìm hiểu hết rồi. Tâm lý các trường phái tôi đã nắm hết rồi. Tâm lý thì từ thế kỷ thứ 18, 19 đổ gì đây thôi à. Nó xíu xíu mà, nó xíu xíu mà. Còn triết học thì nó nhiều hơn. Triết học từ Hy La, Hy La là của Hy Lạp La Mã đó, rồi qua Đông thì nó chỉ có một số thôi à. Tại vì một số còn lưu giữ lại, còn một số đâu có còn lưu giữ lại đâu. Nắm chưa hả? Như vậy anh à. Nhưng mà Phật học không nắm được. Nhớ nhớ cột nổi nó nắm gì? Lộ tâm. Và đừng nắm tới tâm rồi, nắm bạn yêu và tới lộ tâm. Nhớ đâu? Nhớ. Giá hồng dưới cũng giá, còn học dưới đó. Giờ nó sức rồi, cắt bớt khúc rồi. Lên đây giá, vô phòng tôi cũng giá. Tôi dắt điều trời cho vậy đó. Đụng đâu cũng phải nhớ. Đây cái này rất là quan trọng luôn. Nó là diễn trình tâm thức của mình. Phải biết cái đó để phân tích được, hiểu được tại sao nó vậy. Quan trọng lắm. Cho nên phải gắng cố gắng. Thì cố dữ lắm cố. Chứ mình không có cố gắng làm sao mình biết được. Mình sinh ra trong cái thời này á, là cái thời độn căn. Mình tự mà mình ngồi và mình nhìn lại chính mình á, mình kết đó. Nó ngu quá. Nó ngu quá mà mình thấy thương mình lắm. Nó ngu nó thấy lát thương. Phải ghét. Phải ghét cố gắng. Mình đã ngu vậy rồi mà mình còn cố gắng. Trời trời ơi, ai cứu mình được. Tôi có đọc cái đoạn kinh để ý nó. ông Thích Ca ông nói với Bà La Môn là nếu như mà con lún vô bùn á, mà con còn bùn nó tới gúng con à, thì Như Lai cứu được. Nếu mà mình nó bùn mà mình nên tới lỗ mũi con rồi đó, Như Lai vẫn cứu được. Nếu mà con đứng ở đó bùn mà nó tới đầu con rồi, nó còn chỏng tóc thôi, Như Lai cứu được. Nhưng mà nếu mà con lún hết trong bùn còn gì hết thì Như Lai không làm việc. Rồi tôi đọc cái đoạn kinh mà tôi cảm động hết sức cảm động. Mà tôi tự nhìn lên cái bản thân của mình á, trời ơi. Nó rất là xúc động. Thì mình cũng vậy á. Mình cũng chìm lúc ở trong tâm. Mà hên rồi mình nhớ lên được cái mình tìm được cái mình bò ra được. Chứ còn bao nhiêu những người khác họ chứ chìm lúc. Nó chìm giống mà cũng nó chìm giống. Đọc á, cái gì phải suy nghĩ ngẫm. Một cái suy ngẫm lớn nhất là cái gì chiếu gọi trong cuộc đời của mình á. Nó không cần thiết. Cuối cùng là mình sống mà. Mình học mọi thứ này là để mình sống. Vì đó lý do sao tôi học Phật học, tôi cảm thấy nó thiết thực dữ lắm. Tại vì tôi đã qua hết cái chặng đường của lý thuyết rồi. Mấy cái môn lý thuyết tầm sàm của đế như cái triết học vậy đó. Qua hết rồi. Và tôi không thể đưa nó được vào trong đời. Tức là lý thuyết nó vẫn chơi về mặt ý niệm. Tức là cuộc chơi của những tư tưởng. Nó chỉ là cuộc chơi của những tư tưởng. Nhưng quan trọng nó khác. Nó phải là lý thuyết trừu tượng, bỏ nó chơi dối. Mà nó là cuộc sống. Nó gắn liền với cuộc sống. Với những gì trong đời sống. Nếu cái gì đọc tạng kinh, cái gì đọc tạng luân là nó rất gần. Cái gì vô trong tạng siêu lý á, thì nó sâu hơn, nó xa hơn. Nó giải quyết những cái bài toán vì bản chất hơn, chứ không phải chỉ là kết quả giống như bên kia. Cho nên mới đi vô trong xử lý để mà giải quyết các vấn đề đó.
phải tự soi chiếu để mình vậy đó, tự ngồi ngẫm rồi cái mình tự mình hiểu, rồi cái tự mình biết cái gì là cái đáng quý, cái gì là cái học đáng quý. Còn thôi thì mình không biết đâu, đáng quý chẳng cái mình đang có đâu. Mà mình có cầm được á kim cương trong tay đó, mình cũng xem nó như thanh trì, chứ quý mình đâu có biết kim cương là gì, thanh trì là gì đâu, biết quý tại mình ngu á, rồi thì có sự hiểu biết. Sự hiểu biết nó tự học, thì khi tư tự thực hành, phải suy tư, phải suy tư, mình sấn vô trong Phật học. Mọi câu hỏi ở trước của tôi đó đều giải đáp gọn nhẹ, mà tôi thích nó cái chỗ rồi nó giống như toán của tôi, tại vì tôi là mê toán, tôi mê toán từ nhỏ, thích lắm. Dĩ nhiên bài toán kiểu cái trường này, và tôi vô Phật học với đấy, chồng cho nó giống quá, giống luôn, nó tương đồng. Tại vì từ nhỏ tôi nghĩ là tôi đã có cái khiếu toán theo cái kiểu lý luận, chứ không phải toán theo cái kiểu mà dễ bị tập. Tôi luôn luôn mong muốn là đi tìm một cách gì đó nó khác quá. Hãy có một dạng toán là tôi tìm một dạng toán tổng quát là gì, thay này thay kia thay nọ rồi các kiểu la minh vậy đó, rồi nếu mà giải cái dạng này thì nó sẽ sai lầm rất nhiều đâu, la la các kiểu, thì là lý luận quá, hay là giống như toán học. Thì khi mà đi dấn vô trong Phật học thì trời ơi, nó nè, nó là vô địch luôn, nó là toán mà toán đời sống vô địch luôn, toàn toán không à. Tôi đọc vô siêu lý cho nó sao trời ơi, nó mê mệt luôn vậy đó, toàn là toán không à, mà toán mà toán mà ngôn ngữ như vậy, chứ phải toán là công thức là số cái gì đó. Xong rồi cái ấy, trời nó hay gì, hay gì, hay hết biết hay luôn. Trong khoa học thực nghiệm thì đều dựa trên nền của toán hết, mà bây giờ là toán ngồi ra ngoài đời thiệt toán câu chữ ghê thì đó mới bro, thì bắt đầu mình học vô cái mình hiểu, ngày càng hiểu nhiều hơn, ngày càng hiểu nhiều hơn, mình đấu ý chiếu như vậy đó. Thì lúc này mình học cái nó với cái trạng thái là mình dùng nó, mình kiểm chứng nó, chứ không phải mình tin nó, mình học. Hay cái trạng thái học nó sẽ khác nhau. Mình học mình dùng, mình học mình kiểm chứng nó, chứ không phải mình học mình tin, chứ mình tin nó mà mình học. Đấy. Cho nên á là cũng có nhiều người á người ta xì xầm, tại vì tôi người Công giáo, rồi tôi qua Phật giáo, tôi tìm hiểu, tôi học thấu, tôi thực hành được Phật giáo. À, người ta nói thế này, người ta nói thế kia, chuyện không có chuyện không. Khi mà có những người mà người ta nói trực tiếp với tôi đó, thì tôi nói nếu như một ngày đẹp trời mà tôi phát hiện được có cái ông nào dạy hay hơn ông Phật nữa, tôi bỏ Phật qua nữa. Cái chuyện của tôi không phải là tôi học ông Phật, mà là tôi học trong cuộc đời của tôi. Tôi cầu tìm sự hiểu biết cho cuộc đời của tôi, giải đáp những băn khoăn thắc mắc cho tôi, chứ không phải là tôi tin Phật, tôi học Phật. Cho nên nếu như có cái ông nào khác, ông xí xà bùm nào đó, mà ông gồm ông Phật thì quá học ấm lắm, thì học Phật chi cho mệt chứ. Để cái điều quan trọng là để tôi áp dụng cho cuộc đời của tôi, nó giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống của tôi, phải trọng vậy, chứ không phải là vấn đề ông Phật hay ông Chúa. Nó như vậy. Tâm linh học của con là bắt đầu từ cái khúc mình xưa đi chứ. Tâm linh học là con của Phật học. Con nó rộng. Tại vì Phật học nó giải thích cho tâm linh học. Tâm linh học là mình học tâm linh học là học về những quy luật liên quan tới tâm này, nó ứng nghiệm tâm này, ứng nghiệm sinh của tâm này ra ngoài đời sống thực tế. Tại cái đó mình chưa tới. Tại vì tâm linh học nó sẽ liên quan tới thần học nữa. Thần học học gì học nữa này? Vậy, đời sống tinh thần. Thì cũng có một khoảng thời gian, tôi hay ghé cái nhà sách Dũng ở cái đường Trần Nhân Hoài, hay không phải Trần Nhân Hoài, tôi biết nữa gì ta, gì Trần Hoài xuống cái đường Trần Quế, Trần Quế, ở đó có tiệm sách cũ,
Ủa vậy mà hả? Lâu không có đi ngoài vậy. Mà bên đó đó họ bán sách thần học rất là nhiều, họ cũng dám. Khoảng thời gian đó tôi qua đó, tôi tới lúc mà tôi còn đang tìm hiểu triết học đó, cái nó mới lòi ra là triết học là người nữ tỳ trung thành của thần học. Đeo thần học không? Vô thần học có cái nó dạy cái gì chấm, nó nói là triết học là nữ tỳ đó. Và nguyên quãng thời gian tôi mua sách, tới là ông chủ đó ông hỏi tôi, ủa con đi tu hả? Mua sách mình công giáo nhiều vậy. Chính hầu như trong cuộc đời của tôi kiếm được nhiều tiền là tôi mua sách hết nhiều. Và gia tài của tôi là đóng sách, nó là toàn bộ những gì của tôi hết. Mình ăn á, nó hết. Mình mua cái áo mình mặc á, nó cũ, cũng dục mọt. Mình mua cuốn sách, nó còn cho mình, nó còn cho người, nó không mất. Rồi khi người ta nói mất không sao hết, mất thì cũng có người lấy rồi, thì cái người đó ta cũng có cuốn sách, nó vẫn còn, nó không có bị mất. Được, dù cho người ta bán dây chai, dây chai nó bán lại, nó cũng đã còn nữa. Cái cuốn sách nó vậy đó. Tại vì cuốn sách của mình á, nó đáng giá. Còn nếu như cuốn sách mình không có đáng giá thì người ta sẽ đi chụp lửa luôn. Tại cuốn sách của mình khi người ta gặp đó, người ta bán lại, nó có giá. Trường hợp rất là hy hữu khi mà nó rớt vào trong tay. Tại vì mình đâu gửi cái cuốn sách của mình cho mấy bà chụp lửa. Thì mấy bà chụp lửa thì bà đâu cần cuốn sách của mình đâu, bà lấy. Thì mình sẽ bán lấy cái khác, nhiều thứ để lấy, chứ không phải chỉ là sách. Cho nên là sách nó vậy đó. Cho nên đó là cái lý do mà tôi có tiền rồi tôi mua sách. Tôi thà là tôi ăn ít lại, tôi lấy cái tiền tôi mua sách. Rồi tôi cũng chết thôi, ăn chứ cho nhiều cũng chết ha. Nên tôi có sách. Có sách để lại cho đời sau được. Có gì đó cho đấy còn đúng rồi. Cho nên là quý vị thấy là ở trung tâm là thấy mà cái chỗ nào mà tôi tới là tôi cố gắng đem sạch vô, cứ đem vô chi cho những đứa học sinh này, nó có cơ hội để nó biết sách là gì quan trọng. Hồi xưa tôi đi học thích sách dữ lắm, vô bất kỳ cái trường nào ha, là rồi ha, tôi tìm cách tôi cưa mấy bà thượng thư, ông thượng thư. Ừ, mà mấy ông bà thường là khó ưa lắm, dịch dập không à, không mấy ưa ông bà trên á. À, chào tất cả mấy vô nè. À, cho nên á là phải cưa được, phải cưa được mấy bà thượng thư mà có sách đọc. À, mà hồi đó là cấp 2 thôi là đã vậy rồi. Cấp 2 mà mãi tới lớp 9, lớp 8, lớp 9 trường tôi mới bắt đầu có thư viện. Bắt đầu có thư viện đó là trò mượn đã. Rồi qua cấp 3 cũng là có thư viện rồi. Cấp 3 đọc. Mà dĩ nhiên sách ở trường thì nó không có gì chứ, văn kiện đại hội đảng rồi. Rồi sách tham khảo bài học hoặc là các câu hỏi 1001 câu hỏi vì sao rồi đấy, cái câu gì đó. Chứ không có đọc lắm, đọc nhiều lắm. Mà có cái gì là hốt đọc. Ái lắm. Rồi bắt đầu đó. Lên tới đại học, đủ nguyên cái trung tâm học liệu. Trời đất ơi, nó sướng. Đọc tôi đã rồi chồng chồng. Rồi cái tôi đảo trung tâm học liệu 2 năm trời. Cái không còn gì nữa hết. Về thư viện khóa. Về thư viện khóa sư phạm. Trời đất ơi, vô chồng thôi nghe bụi bám nhện văn. Trời ơi, thấy gớm vậy đó. Giống như là trong cái thư viện nó ngàn năm, chỉ có tôi vô cái kệ sách đó thôi vậy đó. Ở ngoài thì nhiều lắm nghe, ta ngồi ta học ở ngoài nhiều lắm. Mà vô trong cái kho sách nó vô lắm. Thì gớm vậy chẳng vậy đó. Vì vậy mình hốt, lại tiếp tục đọc. Phải đọc sách. Đó. Thì toàn bộ gia sản của tôi chết, ít nhất cũng có để lại được cho thiên hạ sách. Mà để sách nó không có quýnh lộn cái gì. Nhưng để tiền vàng nó quýnh lộn. Nó chém nha. Rất nhiều anh em
dành đất chém nha, dành tiền dành vàng chém nha, chứ không có nghe vụ nào em dành sách mà chém nhau chứ. Bởi vậy tôi, cái ý nguyện tôi để lại sách, tôi sẽ cố gắng tôi làm một cái thư viện để lại cho thế hệ sau. Đó là một cái dự án của tôi, sách chưa ngửa lại á. Ngửa lại là ai? Ngửa sống á. Thế tôi có thời gian nhiều hơn, tôi sẽ đi vòng vòng, vận động. Những người trí thức á, họ sẽ đóng góp sách. Tức là sau khi họ chết rồi á, toàn bộ sách của họ sẽ chuyển hết về thư viện. Đó, tôi sẽ làm cái dự án đó. Tại vì tôi thấy rất là nhiều người á, khi mà họ còn sống á, họ rất nhiều sách vở. Nếu khi họ chết rồi đó, con cái họ bán về chạy chạy. Trời ơi, nhìn mình nó tiếc á. Tại vì tôi mua về chai tôi gặp gì. Trời, thấy thương vậy đó. Mà thời thời ông cha mình á, chắc chiêu mua từng cuốn sách đọc á. Tới thời con cái nó vậy á. Tại sao không biết dạy con, ngu á. Cha làm thầy con đốt sách á. Thế rồi đời con cái nó bán về chai chứ, từng ký nó bán. Những quyển sách mà 400-500 ngàn một quyển, nay cân ký bạn cuốn mười mấy ngàn, 7-8 ngàn. Trời, mình nhìn mà mình rớt nước mắt vậy, nó ngu vậy đó. Đó thì tôi có cái dự án đó, tôi định nữa khi tôi có nhiều thời gian rồi đó, tôi sẽ làm cái đó. Tôi sẽ đi vòng vòng những cái mối quan hệ của tôi có đó, để tôi đi vận động. Sách chuyên ngành đó mà, tại vì những cái người đó là những người ta học thuộc á, sách chuyên ngành chính. Thì khi mình chết thì toàn bộ sách đó, sẽ quyên góp về thư viện đó. Thì mình làm cái thư viện. Rồi tôi thấy cái này tôi cũng đọc, tôi biết, tôi học hỏi thôi, chứ không phải tự tôi nghĩ ra cái ý tưởng đó đâu. Tất cả các vị tổng thống Mỹ á, khi mà họ rời nhiệm sở rồi, hoặc là họ qua đời rồi đó, họ đều có thư viện riêng đó. Họ để lại thư viện, để lại thư viện mang tên họ luôn, tổng thống Mỹ. Tôi nhìn lại Việt Nam của mình xót xa đau, nó để lại cục nợ cho mình trả thôi, không có để cái gì khác. Phải học, phải đọc sách quý vị, không đọc sách mà không có hiểu được, không có sự thấu hiểu. Rồi các bắt đầu cái giai đoạn trước á, là học sinh ở trung tâm, bắt đầu tôi bày sách rất nhiều luôn các kiểu. Tới cái giai đoạn học thời rồi bắt đầu mới phát động với phong trào đọc sách, thành lập nhóm đồng hành, phải có người mới được. Cái bắt đầu đọc sách trở thành tiêu chí bắt buộc, ai đến trung tâm đọc sách thì ít nhất sau này nó rời khỏi môi trường này ra, cái nó còn lại được là ít nhất nó cũng còn được sự đọc sách. Trong cái giai đoạn nó học đây này, nó cũng đọc được miếng này. Rồi sau này ai biết được cái miếng nó giúp cho đời nó là sao, nó không biết được. Cho nên nó cũng gì thấy là ở trung tâm đọc sách rất là nhiều. Ồ, các bạn ai cũng có sách đi đọc hết, mỗi bạn đều đọc sách, người người đọc sách, nhà nhà đọc sách, mới đọc mới được, không đọc mới chưa là bị ngu. Mình ăn ấy, mình lựa cái thứ gì mình bỏ vô miệng. Ví dụ nãy quý vị học tài năng quý vị đấy, mình phải lựa thứ mình ăn cho nó khỏe. Vậy thứ cái thứ mình đưa vô trong đầu mà sao mình không lựa? Mình lên mình coi game show nhảm nhí, mình đưa mấy thứ đó vô đầu mình á. Mình coi hài, vui cười, dung tục, mình đưa mấy thứ đó vô đầu mình á. Rồi mình thị phi với người ta, tám chuyện đồ, chát chiết, comment tới lui đồ các kiểu, một cái tào lao rồi đó, mình đưa mấy thứ đó ra vô đầu mình. Vậy thì tại sao mình không đọc sách, mình đưa cái xịn hơn vô đầu mình đi? Vậy cái đó cô phải suy ngẫm lắm à, suy ngẫm. Chứ quý vị, quý vị mà mới á, quý vị có công nhận là đọc sách rất chán không? Quý vị hãy nhớ đó, những giai đoạn đầu tiên mà quý vị đọc sách đi. Đọc sách như một cực hình, nó rất chán. Tại vì tôi gặp nhiều lắm. Học trò tôi toàn vậy không à. Hồi xưa tôi dạy bò đó, Hoàng Bảo. Trời ơi, nói là thôi, nó có kẻ thù, nó là kẻ thù với sách. Bây giờ nó, chứ nó đi xem phim, nó pha mê lắm nghe. Đi ăn gà gán, đi đu đỡn rồi đó mà. Chứ giờ nó đọc sách.
thì chúng tán một cái là chết. Đâu có được, không tán được, tán chết thì sao? Đúng không? Tán chết cái vô thì sao? Đâu tán được, để cho tự chết. Người ta thấy ý nghĩa rồi con, nhưng mà người ta vẫn ngán đọc cơ. Tới bây giờ thì nó đã đọc sách được rồi, mọi thứ nó ok rồi, nhưng mà cái việc mà thời lượng để dành cho việc đọc sách của nó vẫn, hiểu không? Tại vì nó đâu có một cái sự yêu thích đủ để mà nó dành nhiều đâu. Thì như vậy là đã được rồi, tức là nó đã có ý niệm đọc sách là tốt, nó đã có sự sắp xếp để nó đọc sách, dù rằng nó không phải đọc nhiều, nhưng mà xem như là cái sự giáo dục của mình đã hoàn mãn rồi. Và mình phải làm điều đó cho tất cả học sinh của mình. Mỗi người đều phải có cái điều đó. Ví dụ bạn có thích cái gì khác, nhưng mọi người ta có thể ta thích cái nhiều cái khác hơn, để dành thời gian cho những thứ ta thích. Nhưng mà những thứ người ta không quá thích nhưng nó cần thì người ta cũng có dành thời gian. Vậy là được rồi. Giống như đó, các bạn có đọc sách, đâu phải các bạn ngày nào cũng đọc đâu. Ngày tuần đọc 2 lần, 1 lần cũng được thôi. Mỗi người sẽ khác nhau. Còn ví dụ mình cần sách, mình cần hiểu biết nhiều, mình phải đọc liên tục phải đọc liên tục. Rồi ví dụ như cái người ta có cần nói thì thôi, mỗi người ta có khác biệt. Mình không bắt người ta giống mình. Mình bắt người ta phải đạt được cái điều tốt ở chuẩn mực tối thiểu. Quý vị hiểu không? Nhớ nghe, mình không bắt người ta làm theo mình, mình bắt người ta làm để đạt được cái chuẩn mực tối thiểu. Ok à? Bữa nay do ít quá cho nên mình chủ yếu là mình sẽ trả lời một câu hỏi của diện chính. Bài vở này mình cứ từ từ nghe. Con có chủ động cho chuyện đó không? Tức là con lúc mà con chạy nhanh, con biết con chạy nhanh không? Rồi con có chạy chậm lại không? Vậy thì tại sao con không chạy chậm lại? Con thấy được cái điều đó nó thỏa mãn gì đó cho con. Nó thỏa mãn một cái gì đó của con phải tìm cho ra được cái thứ mà nó thỏa mãn đó. Con đang thỏa mãn đó. Dù là con biết cái việc đó là xấu, tại vì con đó thì bắt đầu thầy quay trở lại cái ví dụ ăn trái thanh long nè. Con phải tập rất nhiều lần ăn trái thanh long giống như thầy tập vậy đó. Tức là gì? Vượt qua bản thân của mình từ những điều nhỏ nhỏ phải tập. Mình tập được cái chuyện đó rồi, sau này những cái chuyện nhỏ nhỏ như bộc mày muốn chạy nhanh vậy tắt mình luôn, dừng lại, dừng ngược lại, thử mày cái chết không? Cầu thứ cái gì đang không thỏa mãn mày, cho cái không thỏa mãn mày nó lòi lên. Con phải có cái đó, thì lúc này con hiểu được chứ bạn. Mà khó nha, mình dễ mình đi chiều chuộng mình lắm. Mình mà phát xít với mình vậy nó khó lắm. Mình nhất là những thứ mình hành. Mà quý vị phải có cái ý chí rất lớn. Mà tập cái đó quan trọng lắm. Đó là ý chí không đó. Nó rèn ý chí. Đúng. Chứ cái đó phải tập. Cái bắt mình làm bữa 2 bữa bỏ. Ý chí của mình nó mới còn được. Cuộc đời cũng không đi gì đâu. Không làm được gì hết. Gió chiều nào họ theo chiều đó. Sửa chứ. Thì chính bản thân họ phải phối hợp. Một bàn tay không thể nào gõ kêu được hết, phải hai bàn tay vỗ nó mới kêu được. Cũng vậy, có những người tự người ta, ta sửa cho người ta, ý chí ta mạnh. Thì không phải ý chí mạnh đâu con ơi, nó do những cái điều kiện, do những cái điều kiện trong những mạnh, mà nó gọi là tiền nghiệp đó, ảnh hưởng. Còn những ví dụ như mình không có cái ý chí mạnh như vậy, mình có 50 thì nhờ xung quanh mình 50.
hạ lực, ta hỗ trợ tiếp mình, nhưng mình phải 50 tự lực, không thể nào cái tha lực mình 100 được hết. Tự lực có thể 100 nhưng tha lực thì không, tha lực tối đa là 50 rồi đó. Bắt đầu từ đó bắt đầu mình phải đem về mình xài cho mình, tự mình cố gắng. Trời, cái gì thử đi, nó hạnh phúc ghê lắm. Quý vị chiến thắng được bản thân của quý vị đó, nó hạnh phúc ghê lắm. Quý vị phải nếm trải được cái niềm vui đó. Một lần chưa có, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần. Vì nếm trải được cái niềm vui đó, niềm vui mà vượt qua được bản thân của mình đó, chiến thắng cái pháp bất thiện đó. Cái pháp thiện được sanh khởi đó, tuyệt vời lắm. Quý vị có sự hoan hỷ, nó nhẹ bỏng, nó vui lắm. Thì lúc này chính bản thân của quý vị là quân tập cho mình được cái hạt giống mới này. Hạt giống nó giúp cho quý vị vượt qua mọi gian khó sau này. Sau này bao nhiêu cái khó gì, chuyện nhỏ cân được hết. Nhưng mà nếu như những cái chuyện mà bây giờ quý vị không tập, làm gì sau này quý vị làm được chuyện đó. Cho nên mới quý vị thấy có những đứa nó thất tình, nó tự tử, nó thất nghiệp, nó tự tử. Đó, mấy con bánh bèo không? Rồi mấy con nó trời ơi ơi thiệt. Nó tự tử không chết là phải lợi cho nó chân cái cho nó chết luôn cho rồi. Nó sống ở trên đời mà thấy uổng oxy. Tại sao có những người như vậy? Đó là những cái người mà người ta không có được cái sự quân tập. Yếu quá, quá yếu, yếu đuối. Cho nó dễ vậy đó. Thất bại gì đó là đứng dậy không nổi. Ý chí thấp, quá thấp. Mà ý chí phải tập từ những cái điều nhỏ nhỏ nhỏ. Tới nói chuyện đơn giản như chuyện ngủ rồi. Ngủ thức dậy. Cái ngủ mà tới lúc mà mình đã thức rồi. Hỏi mình thức chưa? Thức rồi. Nhưng có dậy không? Chưa dậy. Để ý đi. Thử quý vị thử. Thức dậy. Ngồi dậy đi. Con mày đi được không? Con mày có nằm xuống được không? Con mày chết không? Quý vị phải thử. Chứ phải thử gì đó. Một lần hai lần quay là ôi cái chuyện này chuyện nhỏ. Chuyện này không phải là chuyện gì mà nó lớn lao đến độ làm được. Tự mình chiến thắng mình. Nó chỉ là một khoảnh khắc thôi. Mà mình sao ôi thua rồi. Khoảnh khắc tới ta đã thua nó rồi. Thì rồi thôi. Thôi. Một lần thua, hai lần thua, ba lần thua, rồi cả đời thua luôn. Nó là khoái lạc. Nó là tìm kiếm khoái lạc trong đời. Chứ không phải tìm kiếm sự giáo dục. Sự giáo dục là phải vượt lên trên nó. Sự thăng tiến là phải vượt lên trên nó. Chứ không phải là thỏa mãn. Cái tập một lần, hai lần, ba lần, cứ gì thôi, chuyện này chuyện nhỏ. Rồi kiên nhẫn nữa, chờ đợi. Có nhiều người chờ đợi họ sốt ruột, họ chờ không được, họ chửi bới, họ sân hận, họ đủ kiểu. Đây là không vượt qua được bản thân của mình. Mọi thứ đến với đời mình là để tập hết cái gì. Và phải tập cho trọn vẹn để mình có được cái bài học mà đời nó tặng cho mình đó. Quý vị không học được thì sao? Nó trở đi trở lại. Cuộc đời là người thầy vĩ đại của chúng ta. Mà người thầy này luôn luôn bên cạnh mình. Quật cho mình chết. Nó quật là đau lắm chứ không phải nó quật như tôi quật đâu. Tôi quật quý vị nhẹ nhàng. Nó quật là từ chết tới bị thương. Cho nên nhiều quý vị thì khi mà học thầy mang hay tôi nào mà tôi dạy không được thì đời nó sẽ dạy. Tôi nói mà không nghe thì đời sau này nó sẽ dạy. Dĩ nhiên phải trả giá khác rồi. Học phí không đóng bằng tiền đâu, đóng bằng máu và nước mắt. Đời nó hoặc như vậy đó. Nên tự mình phải biết học, đừng để nó hoặc mình. Học cho trọn vẹn các bài học nó đến. Là quý vị có sự suy ngẫm sâu xa. Quý vị thực tập điều đó là được, không được. Phải để ý để tập từ những chuyện nhỏ tới chuyện lớn.
Tôi ví dụ chuyện như hồi xưa đó, tôi nói tôi mang ơn bò dữ lắm, tại vì tôi học từ nó không à. Nó chơi game, nó nghiện game. Cái tôi nói, game là cái thứ gì mình có thể nó phải nghiện dữ vậy. Cái tôi cài game tôi chơi. Cái tôi cài game, tôi một thời mới cài tôi chơi. Chơi đủ thứ các kiểu hết trơn á. Nó chơi gì con mèo và quánh bập á. Rồi cái nó cũng ghiền nữa. Cái rồi có cái gì đó nữa kìa. Cười. Rồi cái chơi Pokemon Go nó cũng ghiền nữa. Rồi đi chung gì nó cũng ghiền chứ. Mà nó chỉ giả lấy máy của tôi nó chơi mà. Tại nhà máy nó không cho chơi đâu. Xong cái tôi cũng chơi. Xong cái phải tập chơi không ghiền thì tôi mới cho chơi. Để chơi chung mà. Hứa kiểu đặt chơi. Đấy thì chơi xong thôi. Vậy thì ghiền chưa? Không có ghiền, không ghiền mới được chơi. Không ghiền gì sói nha. Sói. Chơi mình chơi mình cũng quen. Mình chơi mình cũng quen. Rồi sói. Rồi sói thôi. Vậy thì á, có gì tải về được. Có gì phải sói được. Lúc đó là có gì đó tập đi vượt qua bản thân của mình. Đứa nào mà nói không có ghiền gì sao hết. Đó thì từ từ quý vị phải làm vậy nhiều lần rồi quý vị sẽ tự chiêm nghiệm. Nếu như làm vậy không được thì thôi khỏi nói gì nữa. Không gì như em. Những cái gì mà quý vị mê thích mà nó xàm xí mấn á, tự quý vị ngồi suy xét mình bỏ mình chết à. Bỏ thử đi cho chết cho khỏe thì tự nhiên là quý vị có được cái năng lực vượt qua trên bản thân của mình. Năng lực này nghe đó là ý chí nha. Ý chí này rất quan trọng nha. Phải tập ý chí đó. Đó nó là nỗ lực từ bản thân mình. Này cái đó nó giúp cho mình chiến thắng được rất là nhiều. Rất là nhiều những cái cám dỗ trong cuộc đời. Nhiều lắm. Từ từ mình vượt qua được những sợ hãi. Mình chiến thắng bản thân mình rồi thì mình làm gì có vụ mình sợ hãi nữa. Để tới được ít xa hơn, nhiều hơn, cái gì tập sâu hơn là ở trong những lớp tài năng nó còn cao hơn. Ví dụ chiến thắng cái chết. Đây mấy cái nhỏ nhặt đó làm còn chưa xong nữa. Sợ tới cái chết, nghe chết là quýu rồi. Nghe chết là sợ gần chết. Dùng cái chết để mô tả sự sợ chết. Không có vậy đó. Quý vị sợ nô lệ chết. Tới chừng nào quý vị không còn sợ chết nữa à, xong thì đã khỏe rồi đó. Không còn sợ chết. Cái chết nó đến đi, nó đến. Không phải. Cái đó là tại vì Du đang đua xe rồi, chứ không phải là Du đang sợ chết. Cái đó là ngu. Đâu mấy người đó siêu sợ chết luôn á. Mấy người đó siêu sợ chết luôn. Mấy người đó đa dục. Thích trải nghiệm mà những người đa dục. Mà những người đa dục là rất sợ chết. Nó rất sợ chết. Phải tập để buông bỏ sự dính mắc. Nhưng cái đó thì nó khó. Nó xa hơn thì từ từ. Đơn giản nhất là những cái thứ mà trong đời sống hàng ngày của quý vị tập từ từ để mình có sức mạnh nội tâm, sức mạnh ý chí của mình nó đủ lớn rồi. Rồi sau này mà trời có sập thì là mền đắp cái gì phải lo. Đó là coi như xong mà hoàn mãn rồi đó. Ý chí của quý vị đủ rồi đó. Lúc này đó là quý vị ở đâu á tôi cũng an tâm đó. Đường chỉ có một thôi, quý vị chắc chắn phải đi con đường đó và thành tựu con đường đó. Không còn đường nào khác nữa. Sự hiểu biết của quý vị đã đầy đủ rồi.
ý chí quý vị đã mạnh mẽ rồi thì chắc chắn sắp đâu gì cũng có an vui hạnh phúc. Phải đến như vậy đó thì mới được. Còn giờ mình yếu đuối lắm, yếu đuối lắm. Mình nghe một cái người nào đó quan trọng với cuộc đời của mình mà họ có vấn đề, y như là tim mình rúng động, đúng không? Còn yếu lắm, còn yếu lắm. Phải tập vượt qua bản thân mình từ những điều nhỏ nhỏ, ăn uống ngủ nghỉ này kia, phải tập quý vị. Cái đó giúp cho quý vị có bình an tự thân, có được hạnh phúc tự thân. Nhớ phải ghen. Không, nhưng điều nhỏ mà không tập thì chắc chắn là điều lớn có. Nó vậy đó. Giống như nhiều người hỏi tôi đó là thầy con học Phật học con giác ngộ không? Đó, giống như hỏi vậy đó, con học Phật học con giác ngộ không? Tôi nói ai mà biết. Nhưng tôi biết chắc là vô không học là vô khỏi giác ngộ, đó là tôi biết chắc. Còn cái chuyện kia nó còn phải hội tụ bao nhiêu điều kiện khác nữa chứ không phải chỉ có nhiêu đó. Rồi, ai có câu hỏi đó quý vị không? Nghe. Thì mình đi kiếm ông thầy khác dạy cũng môn đó, mình đi học kém, đi học chui bên khác. Những cái môn quan trọng là phải như vậy nha. Tại vì thuyết trình nó khỏe con. Con thấy ví dụ như vô hồi nãy giờ đó mà con lên thuyết trình phải thầy đỡ nói không? Thầy đâu nói đâu khỏe, chờ đỡ hàng tiếng, đỡ đau cổ nữa, khỏe hơn chết. Thì có phải đó là một cái phương pháp mà để người ta trốn tránh công việc á? Nó khỏe, nó nhẹ ta. Không, cái đó nơi khác rồi. Mình phải cực lực làm mà phải làm hết luôn đó kìa con. Tại vì nhất là đối với những cái môn mình cần ấy, là mình phải gớt là cố gắng luôn. Chẳng những mình làm cái môn của mình mà mình còn phải làm luôn cả của mấy cái phần của người ta nữa. Phải tìm hiểu nữa, nếu như cái môn đó nó cần, nếu như món cần thôi. Nhưng mà đó, tôi khẳng định lại cho quý vị về cái phương pháp dạy học phần nhóm đó, ở Việt Nam là dạy sai hết. Từ đại học cho tới buổi học, phương pháp đó dạy sai hết. Phương pháp đó dạy khó lắm. Trong phần phương pháp giáo dục, nếu quý vị học sư phạm thì sẽ học phương pháp làm việc nhóm đó, rất là khó. Nó khó hơn dạy học giải quyết vấn đề, nó khó hơn dạy học dự án, khó lắm. Tiếc là người ta cầu thả, người ta thuộc cầu thả và người ta hơi hờ và người ta thích nhàn rỗi nữa, nên là người ta dạy vậy. Thì đó là chuyện ta, quý vị thấy nhìn ngoài đời thì ôi nó thiếu gì luôn. Thiếu gì vô tâm nhưng bình thản. Ok, cảm ơn câu hỏi của Nhi. Vô tâm là thế nào? Vô tâm hay ở nói một cách chính xác là vô ơn, dâm ơn bạc nghĩa.
À, đó là cái nghĩa gốc đúng của cái từ vô tâm, phải gọi là vong ơn bạc nghĩa. À, những cái trường hợp nào là vong ơn bạc nghĩa hay là vô tâm là trường hợp mà mình có thể giúp được người khác mà mình không giúp, mình có thể cứu được người khác mình không cứu, mình có thể làm một điều tốt đẹp cho người khác mình không làm, mình từ chối, say no hết, mình mặc kệ người ta, lo cho bản thân mình thôi, trong khi mình có khả năng giúp người khác. Cái chữ có khả năng giúp người khác rất quan trọng nha. Không có khả năng là nó khác rồi ạ. Mình có khả năng giúp người khác thì như vậy gọi là vô tâm hay là vô ơn bạc nghĩa. Bình tĩnh nó khác. Người bình tĩnh là người có sự suy xét để làm vấn đề trở nên tốt hơn. Làm vấn đề trở nên tốt hơn là tốt cho mình và tốt cho người. Vậy người đó không rớt vào trong phường vong ơn bội nghĩa, vong ơn bạc nghĩa. Vậy thì người đó đâu có vô tâm. Quý vị phân biệt được không? Tôi nói ví dụ nha. Nhà có người thân bệnh, cái quý vị rất là bình tĩnh để quý vị tìm cách giải quyết vấn đề. Cái những cái người khác mà nhoi nhoi khác chạy tới chạy lôi khóc lóc than thở rồi cái kiểu, cái mình thấy mình bình tĩnh cái nói ui đứa này nó vô tâm quá, nó không có đau lòng rồi, nó không có khóc lóc chi á. Mấy cái người nói đó mới là vong ơn bạc nghĩa, mấy người đó mới là vô tâm. Vì họ đâu có giải quyết được vấn đề đâu, họ làm cho vấn đề rối thêm, họ làm ảnh hưởng thêm các pháp bất thiện chưa sanh hay được sanh, chứ không làm tích cực, không giải quyết được gì hết. Đó mới là vận dụng ơn bạc nghĩa. Còn cái người mà người ta bình tĩnh, người ta tìm cách để người ta giải quyết, mà người ta tìm cách giải quyết gốc rễ luôn, người đó là những người khó kiếm ở đời. Những người bình tĩnh như thế là người khó kiếm ở đời. Trong gia đình nhất thiết phải có những người như vậy làm trụ cột. Không có những người như vậy trụ cột gia đình nát hết trơn, gã hết trơn. Ai á mà hãy đụng chuyện cái nhảy tưng 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 lên ha, rồi quý vị sanh hư không làm được gì hết á, cái nhà nó nát hết trơn. Thì họ đâu có sự bình tĩnh, điềm tĩnh để suy xét giải quyết vấn đề đó. Họ đi chạy theo cái cảm xúc nhất thời đó của họ, họ toàn làm chuyện bất thiện không à, không tốt. Đó mới là vô tâm đó, đó mới là vong ơn bạc nghĩa đó. Gây hại cho những người thân của mình là vong ơn bạc nghĩa. Một cái người mà người ta bình tĩnh, người ta tìm cách để giải quyết vấn đề làm cho nó tốt, tìm cách tối ưu nhất luôn, thì người đó là người rất là tốt, rất đáng được tán thán ca ngợi. Quý vị hiểu không? Ừ, cho nên phải nhớ nha. Chứ hồi đầu quý vị bị cái đó đó, bị khi mà quý vị thực tập đó cái quý vị có sự bình tĩnh nhiều hơn. Trước tất cả những cái sự xô bồ của xã hội đó, quý vị có sự điềm tĩnh lại. Quý vị nhìn cho kỹ, suy cho rõ, quý vị mới làm. Thì là người khác, những người không hiểu biết ấy, thì sẽ phán xét quý vị theo góc nhìn của họ. Đó là chuyện của người ta. Người ta phán xét mình, người ta khổ. Mình đâu có khổ đâu. Người ta phán xét mình là người ta đang muốn mình theo người ta. Mình khác người ta mới phán xét mình. Chứ mình giống người ta là người ta vui, người ta lại ta bắt tay được, bạn khổ như tôi thì là vui. Cái này mình không có khổ như người ta. Người ta mới phán xét mình. Mình khác với người khác. Người ta phán xét mình thì mình khác người ta. Ừ. Và tại vì người ta muốn mình giống người ta. Đúng rồi. Mà em muốn người ta khổ. Ừ, mà người ta học được vậy người ta khổ. Tại mình khác người ta mà. Mình cư xử khác mọi thứ, bất tội nguyện như cái đó, nên người ta khổ. Chứ mình đâu có bị rớt vào trong đó đâu mà mình khổ. Mà nếu mà mình rớt vào trong cái lời phán xét của người ta, mình làm tâm mình rúng động, đó là mình khổ à. Mà mình mới á thì mình dễ bị lắm nha. Mới thì mình dễ suy xét. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là mình mới á
thì mình sẽ nặng lắm, mình hơi bị cực xíu, đó là mình vừa suy xét cái vấn đề để giải quyết, mình vừa suy xét cái chuyện ta mới nói mình nữa hết, hai ba chuyện vậy đó, hiểu không? Cho nên nó cực. Tới quý vị mà đã có sự rõ rồi, rõ ràng rồi đó, thì quý vị thu quyền ta nói kệ ta, lo chịu giải quyết vấn đề, quý vị không có bị rúng động. Tức là quý vị đã có một cái sự nhận thức nó rõ ràng, đã có cái ý thức đầy đủ và có trí tuệ sâu sắc, quý vị chắc chắn được cái chuyện mà quý vị làm việc đó là không sai, là quý vị chắc rồi, thì quý vị không có dao động nữa. Còn mới á, thì quý vị dễ dao động lắm, người ta nói vô nói ra quý vị dao động vậy đó. Quý vị phải về tra cứu hỏi han này nọ kia, mới nó vậy đó. Thì bình thường ai mới thì cũng vậy hết. Có những cái lúc á, tôi cũng vậy, hồi trước tôi cũng phải suy nghĩ như vậy đó. Ồ, tôi phải suy nghĩ mấy tháng trời khi người ta nói chuyện nọ chuyện kia, mình phải dèm suy nghĩ. Tại mình không có hiểu biết đầy đủ á. Mình hiểu biết như chó đớm vậy đó, lấm đớm vậy đó. Trời ơi, nó bực bội lắm. Cái người ta nói không thấy cũng có lý nữa. Ôi, thấy người ta nói cũng hay, cũng đúng nữa. Cái mình thấy mình làm cũng đúng nữa. Cái cuối cùng mình không biết mình đúng hay người ta đúng nữa. Còn mình nên theo người ta, nên thấy mình. Nó vậy đó, hiểu biết chưa tới nó vậy, nó khổ vậy đó. Có phải suy xét. Rồi suy xét cả tháng trời, chuyện nhỏ xíu xíu. Rồi mình mới lựa được phương án tối ưu của mình làm. Vậy đó. Thì quý vị tập từ từ ha, quý vị tập từ từ, khi cái trí tuệ quý vị nó thiện xảo rồi đó thì thoải mái đó, tại vì ta nói ra cái gì biết là sai đâu rồi, cho nên là quý vị không có bị lung lay gì hết á. Lúc này quý vị có sự điềm tĩnh rất là lớn. Thì đó, coi yêu sướng nó tới lúc nó thất tình coi nó sướng không, rồi bồ nó hứa nó không làm nó coi nó sướng không, thì kiếm mấy cái đứa đó để ý tới lúc mà vậy đó, coi nó ôi yêu sướng quá ha. yêu mà chân chánh, yêu mà đúng đắn á, yêu mà khi mà cả hai cùng có trí tuệ á thì nó mới sướng nha. Tức là trạng thái đó có nha quý vị. Cái sướng hay là cái hạnh phúc hiệp thế nó có, nhưng điều kiện ràng buộc của nó khó. Nếu quý vị học tới nha, bạn yêu thương đúng cách, T1 sẽ tới. Giờ quý vị chưa tới đây. Vì nó mới khổ nhiều. Đó là nó lấp liếm á, tức là cái này nó khổ, nó lấy cái khác, nó lấp vô cái này, nó lấy cái khác, nó lấp vô cái này vậy đó. Thì á, là một mặt là nó giải quyết được vấn đề trước mắt của nó, nhưng về lâu dài thì sao? Cái đó là nói trong đời sống hiệp thế thôi, đời sống siêu thế thì các cái nghiệp bất thiện nó đã tạo ra đó, không đó. Thì nó sẽ giao du á, cả đời nó sẽ giao du với những hàng mà lăn lòn cắt hết vậy đó. Đó, thì tại vì nó vậy đó, chỉ nó chơi với những người chơi vậy. Rồi đó, cái khổ phải đến từ chuyện đó. Cái khổ đến từ những chuyện xung quanh, nó tạo thành một cái mạng đà la, những cái vòng tròn, những cái mạng nhện, rồi nó chi phối đến người đó. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, như đó, các kiểu. Nó ví dụ như vậy, ví dụ như thay vì nó có một đứa, giờ nó 3-4 đứa, thì nó phải dành thời gian ra để nó chăm sóc cho 3-4 đứa. Đó, tức là gì? Mỗi lần nó bỏ như vậy có phải nó cười lại từ đầu không? Tức là để tao tốn hao tâm trí, sức lực của nó để nó làm lại từ đầu. Rồi có qua cái lần khác nó làm lại nữa. Rồi bắt đầu tới những cái đứa mà nó bỏ thì nó tạo quan trái với người đó. Tạo quan trái với người đó mà đâu phải chỉ có người đó không đâu, mà người đó là một mạng đà la, hệ thống những người xung quanh người đó. Những cái người xung quanh người đó bắt đầu mới có một mối quan hệ với nó, cái bắt đầu lại mâu thuẫn với cái người đó. Nó mâu thuẫn chồng chéo. Tức là mình càng làm bất thiện thì cái sự chồng chéo nó càng lớn lên. Khi mà nó hiển bại ra một lượt một cái thì chết thôi. Ví dụ như một ngày đẹp trời đi, nó quen được một con quỷ sứ nào đó, một con ó đâm nào đó, mà cũng cái dạng chị cả giang hồ chẳng hạn. Rồi là nó thấy cuộc đời nó sướng không liền, biết liền à. Hiểu không? Nhưng mà cái dạng mà lăn lộn trắc nết như vậy thì thế nào cũng gặp à. Tại vì á, đi đêm thì có thể gặp ma à.
chơi với hạng nào gặp hạng đó à, vậy đó. Rồi xong rồi từ đó bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, mà nó ảnh hưởng gì đâu, ảnh hưởng tới một ngày một bữa mà ảnh hưởng lâu dài. Rồi chưa nói tới sau này mà nó tìm được một cái con, một cái người khác mà nó thương thiệt đi, nó gá nghĩa với người đó, mà cái người đó tánh như nói, rồi sau này cái nó biết nó sướng nó vui liền à, nó vậy đó. Cho nên khi quý vị học á, quý vị đã cắt hết những gũi gò, nó có gũi gò gì cắt, gũi gò cắt thì quý vị đỡ gặp gũi rồi. Tại vì toàn toàn quán tức ưu mà trong sự quản lý mình thôi, không gì ở ngoài quản lý mình, cho nằm trong tay mình hết, trong kế hoạch cuộc đời mình hết. Nhớ chỉ tay nằm trong lòng bàn tay của mình, chứ không phải nằm ở chỗ cái bàn tay của bà có tướng, mình quyết định hết. Vậy mình học mình có hiểu biết rồi mình quyết định hết rồi con, hiểu không? Hai cái là khác nhau rồi. Phán xét là đâu có chỉ, mà chỉ là có thể phán xét. Nó gì thôi. Vậy là gì? Vậy là mình chỉ có thể đi khổ. Cái gì khổ? Đúng rồi, nhưng mà cái khổ, khổ một lần rồi mình không, mình không khổ nữa. Và trong kia mình khổ, mình khổ hoài, tại vì mình đâu hiểu cái vấn đề đâu, là sao bị nữa. Tức là không có được chỉ dẫn thì cái khổ nó vẫn còn. Tức là còn đang xét với cái người đó hay cái người chỉ. Cái người phán xét và cái người chỉ dẫn, cái người phán xét người khác và cái người chỉ dẫn người khác hả? Không, người chỉ dẫn người khác họ đâu có khổ. Họ phán xét nhưng mà họ không khổ. Ừ, ok, mình chỉ dẫn ta, ta sửa chuyển ta với chính mình đó. Ví dụ như tôi dạy cho quý vị những cái điều cần phải làm đó, cái gì làm cái gì có, tôi quan hỷ, cái gì không làm thôi chứ, mắc gì tôi buồn cái gì? Trời ơi, tôi mà buồn vậy chắc tôi chết từ sớm rồi, tôi không ngồi đây nổi, tôi dạy cái gì tới giờ này. Chuyện chân chánh cần làm tôi làm, cần nấu thì nấu, còn chuyện quý vị thế nào là chuyện quý vị, không phải chuyện tôi, hiểu không? Đủ. Bây giờ đó, giờ tôi thấy đủ rồi nè. Ừ. Tại vì á, mình chưa đủ á là tại vì mình chưa có đến được cái gốc. Mình chưa tìm đến gốc thì mình thấy nó chưa đủ à. Mà mình tới cái gốc rồi là thấy đủ à. Tức là đó là một cái quá trình tích góp, hiểu không? Giống như trên một con đường đi, tới đây mới là cái gốc nè, tới đây mới tới. Mình cắt ngang đoạn ở chỗ này, mình hỏi tới chưa, thì nó tới đích này vẫn chưa tới. Nó đã tới đích rồi vẫn chưa tới. Cái đích nó nằm đằng kia đó, tại mình cắt đoạn mình hỏi tới chưa, hiểu không? Cái đó chắc chắn là chung của tất cả mọi người. Chắc chắn là mọi luận thuyết trên thế gian này phải nằm chỗ đó hết, thì nó mới là gốc. Nghĩa là nó giải quyết được tất cả bài toán trên thế gian này thì nó mới là gốc. Không có câu hỏi nào nó không giải quyết được thì mới là gốc. Còn nếu như nó bí chưa phải là gốc. Được. Không học sao trả lời câu hỏi? Thì tới cái gốc rồi, nhưng mà thầy phải học thì mới đạt được cái gốc đó. Còn cái gốc đó của ông Phật chứ phải của tôi đâu. Ông Phật ông mới trả lời được mọi câu hỏi, nhưng phải tôi trả lời được mọi câu hỏi đâu. Nhưng mà tôi phải học cái gốc đó của ông, tôi mới ôm cái gốc nó về của tôi được chứ. Ừ, tôi phải bu vô cái gốc đó tôi học. Đúng. Chắc chắn là đủ. Ừ. Tại vì trong tất cả những nguồn tinh hoa nhân loại tôi đã khảo qua hết rồi. Quý vị chỉ ra một cái gì đó mà tôi không biết đi. Trong lịch sử văn minh của nhân loại thì có cái gì tôi đã ôm vô hết rồi.
tôi đã trải qua hết đấy. Không còn cái gì mà tôi không có thì tôi mới so sánh được. Còn khi quý vị chưa có trải qua hết á, quý vị khó nói chuyện đó lắm, quý vị không hiểu được cái đó, tại vì quý vị mới đi con xíu hà. Cái quý vị nghĩ biển học là bao la, chợ biển có tí xíu à, cái biển bằng cái chén hà. Cái đó đâu có ích lợi đâu. Tôi biết cái đó để làm gì? Tôi biết đó đâu, không có làm gì hết. Tức là ngay cả cái chuyện mà sử dụng để ích lợi cho mình cũng có, người học làm gì? Bây giờ trong có những cái lần á, dạy hỗ trợ tôi nói với quý vị á, nguyên cái nền văn minh hiện tại của mình đang sống nè, nền khoa học kỹ thuật mình dẹp hết đi, dục hết đi, nó sai bét hết trơn rồi. Nó làm cho cuộc sống ngày càng cực khổ hơn, nó làm cho con người ngày càng khốn đốn hơn, nó làm cho con người ngày càng lệ thuộc hơn, chứ không có giải phóng con người. Người ta ngày càng khổ hơn quý vị, chứ không ngày càng sướng hơn đâu. Người ta không thấy đó. Vì hỏi tại sao thấy, tại sao tôi thấy được điều đó, tôi cũng phải học. Tôi phải học bao nhiêu từ cái gốc của cái nền văn minh này, được kiến tạo từ Tây Phương, của nền văn hóa Hy La, Hy Lạp và La Mã. Phải vô trong đó bới cái gốc Hy Lạp La Mã lên là hệ thống triết học Tây Phương. Mình phải nắm, phải hiểu. Rồi cái tiến trình mà dẫn đến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất, lần thứ hai, vâng, mình phải nắm. Tức là thời kỳ khai sáng ở phương Tây, thế kỷ thứ 15, 16, 17, quý vị phải nắm. Quý vị phải nắm hết tất cả những điều đó rồi. Thế giới này có bao nhiêu cái thử học, quý vị đã biết hết rồi. Họ còn gì khác nữa. Còn cái chuyện mà hóa học mà Dũng mới nói, nó là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch. Nó mới xuất hiện cái kỷ thứ 19 này thôi. Nó chưa là cái gì so với một hệ thống luận triết mênh mông bài bác nè. Hồi xưa nếu không có Descartes, không có Newton, không có Galileo, thì giờ mấy cái triết học nhảy nhép thì qua sông qua biển này, nó chả có ích lợi gì cả. Ngày xưa người ta vẫn sống tốt bình thường, người ta không biết C6H12O6 là gì, người ta vẫn sống bình thường, người ta vẫn hạnh phúc. Vậy biết cái đó để làm gì? Ích lợi đâu. Ngày xưa người ta biết ngồi thiền, sao bây giờ không ai biết ngồi thiền hả? Nếu mà nói là biết đó, thì còn mênh mông tôi biết. Ví dụ như tôi biết đang rổ, quý vị đâu biết đang rổ đâu. Vậy thì mấy cái người nghĩ chân đang rổ, người ta nói ô gì quý vị dở vậy, quý vị biết đang rổ. Không, quý vị phải xét cái thứ đó nó có giải quyết bài toán gốc rễ không. Tôi không bán, dù có tiền mua thì tôi không bán, làm gì chứ mua được. Nói gì vậy, nếu như người ta có được cái thứ mà dù không thể kiếm tiền mua được là tôi dù bỏ tài. Hiểu không? Cho nên phải học nhiều lên. Đó là lý do sao tôi bắt quý vị phải đọc sách nhiều á. Cho nên chứ đâu phải tôi bắt quý vị học Phật học đâu. Tại vì quý vị mà chỉ học Phật học thôi là quý vị rối liền. Những cái câu đó là quý vị đụng người ta hỏi, người ta hỏi quý vị, cái là quý vị đứng hình á. Quý vị có hiểu biết ở đâu nói. Tôi phải kinh qua bao nhiêu năm trường cho tất cả những cái kiến thức đó, để nay tôi mới gặp được cái gốc. Tôi mới nhận thiết được một cách rõ ràng đó là gốc. Thì quý vị chưa có đó, quý vị phải kinh qua từ từ. Nhưng mà nó nằm ở trong cái giới hạn cho phép, chứ không phải là luồn tu mất thời gian của mình. Giới hạn cho phép tức là quý vị nắm ở một mức nào đó với một thời gian nào đó, song song đó là quý vị phải nắm Phật học nữa. Thì quý vị nhìn nó rất là nhanh, đỡ mất thời gian như tôi. Cho nên đối với những quý vị, những quý vị mà trẻ trẻ này, chỉ tiêu của quý vị 25 tuổi là phải đạt xong được tới cái mức độ hiền triết. 25 tuổi, tới 25 tuổi rồi quý vị phải trả lời được mọi câu hỏi mà trong đời sống thế thường ta đặt ra cho quý vị. Quý vị phải trả lời được hết. Đặng quý vị còn dành thời gian cho những chuyện khác nữa. Chứ không, quý vị không có kịp. Tuổi thọ chúng ta ngày càng tụt xuống, phước chúng ta ít, bất thiện đầy chứ. Mình không có gút, mình không có nhanh nhẹn, mình lười biếng đó nữa.
chừng nào xong? Câu này câu hỏi trả lời câu hỏi chính xác nhất rồi. Vậy là những câu hỏi đó nó liên tục sinh ra và xin trả lời hết. Mình đâu cần trả lời hết được đâu. Nhưng mà ai hỏi là mình trả lời được. Chứ đâu phải mình trả lời hết được tất cả những câu hỏi thế thường của hết tất cả chúng sanh đâu. Nhưng là những người xung quanh mình, những vấn đề xung quanh mình, người ta đặt ra cho mình, mình biết. Rồi như tiêu rồi. Thì nói một cách khác, tức là những cái hàng hậu học từ mức thiện trí thức tụt xuống, người ta có khúc mắc mình giải quyết được. Ừ, trong 10 hạng người đó thì người ta có thắc mắc, người ta có khúc mắc mình giải quyết được. Để sắm như sắm theo 5 tuổi đó, tôi cũng có nói với nhiều, tôi có nói với Chương thì cũng có chuyện đó, phải gắng phấn đấu. Em thấy em già vậy thì chắc tôi thấy tôi trẻ quá ha. Cái sự già trẻ nó có quan trọng, cái sự hiểu biết và sống cho chính mình là mới quan trọng. Có gì sống an vui đó mới là cái gốc, chứ không phải sống lâu hay là trẻ. Không phải. Trẻ mà ngu thì cũng vậy, già ngu thì cũng vậy. Trẻ già không quan trọng, quan trọng là sự hiểu biết, có cho mình sự an vui. Mà hiểu biết mới an vui được. Một trong trường có an vui. Thôi gán đi, gán cho xong. Gán cho xong. Mình lấy cái môi trường đó để mà mình tìm những thứ khác mình học, chứ không phải mình học cái thứ mà người ta dạy đó. Hiểu không? Ví dụ mình học cái điểm là chuyện gì mình nhận ra được mà mình không an vui trong môi trường đó, nó cũng một cái học. Rồi mình nhận ra người ta sai cũng là một cái học. Mình nhận ra người ta ngu cũng là một cái học. Mình lấy cái ngu của người ta để mình suy xét cho mình cũng là một cái học. Đó nhiều cái học lắm. Cũng như vậy, hồi xưa tôi cũng như vậy. Nổi loạn như tôi mà phải học trong trường đó là quý vị hiểu. Nó khổ mà sao. Nhưng mà sao? Mình học cái ngu của người ta đó. Ồ, mình biết cái này ngu nè. Tôi mà là dạy, tôi sẽ dạy khác. Tôi mình thiết kế chương trình, tôi sẽ thiết kế khác. Phải có cái ý nghĩ đó. Thì bây giờ quý vị mới ngồi đây quý vị học nè. Chứ ngồi đâu có ở đây đâu mà quý vị học. Tôi cũng phải có cái suy nghĩ thế. Người ta làm sai tôi mới sửa để chỗ đúng. Sửa sao? Sửa thế nào? Suy xét. Đó là mình học từ cái sai của người ta. Hiểu không? Rồi, ok ha. Mà mình trả lời được, còn cái người nghe ta hiểu không, mình chuyển qua tay nha. Hiểu không? Tôi nói ví dụ. Sao sao được? Ví dụ một đứa trên tiểu học, nó đem cái hình thang cong lại, nó hỏi thầy ơi cái này diện tích nó tính làm sao, cái hình chuông không biết tính, hình chữ nhật biết tính, hình thang cong tính sao. À con để xuống đây thì tính cho nghe, thầy lấy tích phân đi từ A tới B, F, X, D, X rồi tính ra. Hiểu không? Chuyện vui với chuyện tôi đâu, tôi tính được đó. Có một trường hợp là chỉ sai đó. Chuyện của nó với chuyện của mình, quan trọng mình là mình phải đúng nè. Nhưng mình có biết đi, mình đúng không? Bây giờ mình học á. Còn mình nó muốn biết, nó học bằng mình đi, nó biết. Ủa vậy thì cái đó, vậy cái quá trình biết thì nào đúng không? Như mình ngoài. Tại vì chừng nào người ta tiếp tục hỏi mình. Đâu phải người ta hỏi mình. Vì thì sự học của mình mới là quan trọng chứ. Mình phải có cái gốc rồi. Mình có được cái gốc rồi mình mới trả lời người ta được. Còn ta hỏi mình có gì chứ sao trả lời. Nhưng mình mới có trước. Câu hỏi là yếu tố phụ bên ngoài. Đúng. Lại quên câu trả lời.
nhìn lại câu trả lời, thế nào đủ? Trả lời được hết, không phải. Tới cái góc là đủ. Ừ. Trời ơi, nãy nó nói xong rồi, quên. Tới cái góc là đủ, con mới hỏi là... Tới góc nữa. Tới góc, học cái góc là đủ. Rồi con mới hỏi là biểu hiện của nó là gì? Biểu hiện của nó là trả lời được những cái câu hỏi thấy thường, trả lời được hết. Câu hỏi thấy thường là đủ. Là biểu hiện của đủ. Học mới biết được. Còn mình không học mà mình đi ngồi đó mà chỉ đâu cái đời không thấy đâu. Vậy là nếu mà con bám theo cái lộ trình của thầy thì có thể nó đi đó. Đúng. Mà con đang tới cái góc rồi đấy. Chứ có thể tới góc gì? Con ở cái góc, con học về cái góc và con học những thứ thế thường ngoài cái góc. Tức là thay vì hồi trưa xưa tôi đi tôi đâu có biết cái góc là đâu đâu, nhắm mắt tôi đi đại. Hiểu không? Rồi bây giờ quý vị đã tới nơi rồi, quý vị có thêm cái đèn pin nữa, rõ ràng hết rồi thì quý vị đi. Là quý vị đang ở góc, quý vị học cái góc, và quý vị học tất cả những thứ xung quanh cái góc, tức là cái thấy thường. Ok, rồi về cái góc là gì thầy? Phật góc. Cưng. Là Phật học. Phật là gì? Thì cái dựng là Phật là sự hiểu biết trọn vẹn. Cái chữ Buddha đó là sự tỉnh thức, sự giác ngộ, sự hiểu biết trọn vẹn. Đó là một môn khoa học mà đưa người ta đến sự hiểu biết trọn vẹn, gọi là Phật học. Chứ không phải Phật học là ông Phật nha. Ổng là một người đạt được. Hiểu chưa? Giống như hỏi chứ đại học. Đại học là gì? Đâu phải người tên người đại đó, không người tên đại đâu. Cái người tên đại đi học ha, gọi là đại học ha. Không có phải. Đạt tới cái sự hiểu biết lớn đó. Khác nha. Để đi con mình. Ừ. Ừ, đó là những cái tín ngưỡng, thờ tự, tụng niệm. Là mình chỉ biết làm theo thôi. Đúng. 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 Lý do tại sao làm như vậy, làm gì đúng hay sai? Làm sao nó đúng hay sai? Học. Không, bản chất cái môn Phật học, làm sao nó chỉ đúng hay sai? Nó dựa trên căn cứ tâm nhân. Tâm nhân thiện và tâm nhân bất thiện. Phật học có người sáng tạo rồi đó. Là ông Phật á. Ông Phật là người đạt được cái đó mà. Là người đạt cái đó chứ ông mới nói cho mình biết. Ví dụ như giống như con đặt câu hỏi cho luật vạn vật hấp dẫn này sáng tạo ra, ông Newton ông sáng tạo ra hả? Chính xác là nó có rồi. Ông Newton ông tìm ra. Ừ ông đặt tên cho nó, ai dạy mình biết. Nếu ông Newton ông không nói thì mình biết. Cũng như vậy, cái trí tuệ trọn vẹn là hiển nhiên nó đã có. Hiểu không? Còn hiển nhiên nó đã có. Nó đã có mà cái người đạt được nó người ta mới chỉ cho mình cái điều đó. Không phải của người đó. Ông Phật ông nói đó là của ổng rồi. Ông thích đứa nào ông cho đứa đó có. Không có. Giống như Đức Phật, ông Phật ông nói đó, sự giác ngộ không phải là của Như Lai, Niết Bàn không phải là của Như Lai. Chứ nếu mà ổng Niết Bàn là của ổng, ổng cho Anan rồi, Anan đi theo ổng đi tự chi cốt là ổng đâu có phải, đâu có phải Niết Bàn là của ổng. Đó là một sự thật mà khi người ta học thì người ta đạt được, người ta thực hành người ta đạt được vậy đó. Thì ông chỉ cứ làm một nhiệm vụ là chỉ người ta cái cách để người ta làm thôi. Người ta làm nó mới đạt được. Đúng rồi. Đúng. Bộ lòng. Trong cái đó nó không có cái sự được
mà làm sao để kiểm chứng nó? Được chứ, sao không có kiểm chứng được. Chuyện rất đơn giản, tôi nói ví dụ như cái chuyện mà trên đời này có một cái lực lượng tâm linh mình không thấy được, mà thiên hạ gọi là ma cỏ gì đó các kiểu, mà trong mọi truyền thống trên trái đất này người ta đều tin, mà chỉ một phần thiểu số những cái đứa đần độn nó mới không có tin thôi. Những đứa đần độn chủ nghĩa vô thần nó không tin thôi, còn lại tất cả trên cái trái đất này mọi người đều tin như vậy. Nghĩa là nó có chứ không phải là nó đúng. Tôi đang nói nó có thì nó không có. Nếu không có căn cứ nào hết ai tin? Tức là nó có, đâu có dạy nhau đâu mà mù quáng. Ủa, Phi Châu bển bộ con qua bển dạy người ta hả? Tại sao cái bên Phi Châu người ta cũng tin cái điều đó, mà bên Á Đông người ta cũng tin điều đó, ở bên Úc Châu người ta cũng tin điều đó? Ở đó là tại vì quý tiếp tục là tại học chưa đủ văn minh ấy, văn minh học ấy. Như thì rõ ràng cái đó nó có, chỉ có căn là giải thích không được thôi. Người ta giải thích được một cách là mơ hồ đó trong cái hệ thống tôn giáo hoặc là trong truyền thuyết dân gian. Trong Phật học thì giải thích hết đầy đủ rõ ràng, chứ là gọi trả lời cho con cái chủ đang hỏi đó. Ôn chuyện nhớ đâu vậy? Tuyệt vời vậy. Cái này để làm lấy được. Sao biết? Nếu chọn có thấy lấy trước 7 năm. Từ 200 trở lên cũng như là dưới 200. Không, 150. Trời rẻ vậy. 150 là rẻ đó. Nhưng mà đủ tiền có 3 thúng thôi. Rẻ khi. Chưa ở đâu? Dưới hỏi bánh. Vì hỏi bánh để trùng sắp. Cái gì đó hả? Ok, cho cuốn nào lấy cuốn đó. Giờ được về không, giờ bây giờ này trước này đi. Vậy nhà đọc. Ba cuốn này con đọc xong rồi con đưa cho mình. Ok. Được. Phải lấy cái một. Để lại. Quyên góp nha. Đó, trả lời cho ha. Đó. Rồi, còn thắc mắc gì nữa không? Hỏi đi. Ừ, đúng rồi. Rồi, không còn gì nữa thôi, mình tạm thời mình nghỉ đây chút xíu, mình tiếp tục cái tiết luận lý à, luận lý học. Rồi, bye bye quý vị nha, chúc quý vị ngủ ngon. Trong cái sạp nó còn nhiều, có hai sạp. Dạ, kỳ ảnh sách tôi còn gửi ở trên cái quỹ tu thư đó một đống luôn đó.